Hi, mến chào của chú anh chị và bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để lát gạch cái nền ảo sao của nhà lớn. Thì đây, từ bên đây qua bên đây là cầu thang, thì lót ở trên này xuống thì cầu thang luôn. Nhà giữa đây đi, lót này là đang này là dài rồi đó. Thì lót nó dây cũng vệ sinh nền cái nước rồi. Gạch này nó cột cô mình cũng mấy giờ năm năm nước xong. Đem vô mình đắp thì đó cũng hồ cũng có keo luôn nha. Vậy mà tôi chú chị các bạn xem mình đắp như thế nào. Thứ hai có cho mình like một đăng ký nha, tôi chú chị và mình chân thành cảm ơn rất nhiều. Thì có những cái gì mà có góp ý thêm thì các bạn bên xây dựng còn có bình luận bên dưới cho mình để mình góp ý kiến cho mình để mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Rồi mình mời cô chú anh chị bạn xem.
Rồi thì mình đã lót được bao nhiêu anh cô chú anh chị bạn, thì video mình làm thì cũng tua cho cô chú anh chị bạn xem cho nó nhanh, là không mất thời gian nha. Thì mình muốn làm lót một cái nền chuẩn như vậy thì mình sẽ cắn trước rồi mình sẽ lót sau, nhớ mình phải tưới nước cho đầy đủ nha, để không bị chớp. Rồi thì video mình tới đây mình cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã quan tâm theo dõi nha. Cô chú anh chị và các bạn là những clip tiếp theo. Ok, bye bye.